Ở đây là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai các bạn. Và mình quay video phần này là phần thứ 11. Từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mình về hướng cầu Đồng Nai trên quốc lộ 51 để mình đi về Củ Chi. Của phần đường đi từ chợ Phan Thiết về Củ Chi các bạn. Mình đi ngã Vũng Tàu. Mình chạy cả nhóm chơi. Chạy để thăm thú cảnh hai bên, vừa chạy vừa ngắm cảnh. Mình về tính đi tới tối vô Vũng Tàu, mình dạo quanh thành phố Vũng Tàu ban đêm, nhưng mà mình ghé trạm dừng chân mình ngủ quên mình ngủ quên khuya quá thì đi về nhà luôn. Anh vô trung tâm thành phố Vũng Tàu ban đêm. Và vợ chồng mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là một nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo. Vợ chồng mình chuyên về đường xá, mình quay cảnh đường xá ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta các bạn. Vợ chồng mình đi đến đâu sẽ quay video về đường xá ở đó và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những cung đường mà vợ chồng mình đi qua. Tốc độ là 70. Và bây giờ xin mời tất cả cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Đoạn này 50 chuẩn bị vô trạm thu phí. Mà trạm thu phí thì giờ đã gỡ bỏ, còn thâu nữa. Mỗi lần mình đi thường xuyên tuyến đường này là 19.000. Giữ giấy trạm này đưa trạm kia kiểm soát thôi chứ không có mua hai ba lần. Hôm nay người ta bỏ hết rồi, kể cả cầu Đồng Nai người ta cũng xả trạm luôn. Cầu Đồng Nai cũng không có thâu tiền luôn các bạn. Mỗi lần qua cầu Đồng Nai là chờ là 10.000. 10.000, cầu Đồng Nai 10.000, ở đây thì 19.000. Cầu Đồng Nai 10.000, vì Phú Cường cũng 10.000 luôn. Nhớ là mỗi cầu có 10.000 thôi. Còn đi chui qua hầm Đèo Cả là 90.000 các bạn. Ô tô đi qua hầm Đèo Cả 90.000. Còn mấy trạm thu phí ở ngoài kia thì cứ qua cái là 35.000. Hôm bữa mình đi mình nạp 500.000 trong tài khoản e-pass. Đi qua anh lượt không đủ. Nạp thêm 500.000 nữa. Mình đi thì người ta làm cái đường cho mình liền, mình đi nhẹ nhàng thì mình phải trả tiền làm được. Mình đi nhiều nên tốn tiền phí nhiều lắm, tiền xăng dầu cũng nhiều lắm. Thường thì mình đi chừng 200 km mình sẽ ghé vô trạm xăng dầu mình nghỉ ngơi và mình đổ xăng. Mình đổ không có nhiều, đổ là chừng 200.000, trên dưới 200.000, đi khoảng chừng 100 mấy 200 cây số. Mình sẽ ghé một trạm xăng của Petrolimex, mình ghé mình tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống gì đó, sau đó mình đi tiếp. Nói chung là mình đi tàn, vợ chồng mình là đi tàn, ngắm cảnh.
Vợ chồng mình dự định là quay trong vòng 10 năm, đi chơi trong vòng 10 năm, một tháng dính ra vài bữa để đi quay, để đưa lên mạng những cung đường ở đất nước Việt Nam. Hồi xưa thì đi rất là nhiều nhưng mình không có quay, đi qua rồi thôi. Bây giờ quay lại để làm kỷ niệm, sau này già mình đi không nổi mình lấy ra mình xem. Chỉ đi mình chụp hình thôi, chụp hình thì mình rửa rồi mình để chồng chồng đó. Sau này mình quay phim cần mình lấy ra mình xem nó tiện hơn, và kể cả chụp hình mình cũng làm album hình mình đưa lên mạng để dành buồn buồn lấy ra xem. Thường thì tuyến đường này lâu lâu mình mới đi lần nên mình chạy thường là chạy dưới 60. Mình không cần để ý đến bản khu dân cư hay là hết khu dân cư gì cả. Mình tập trung mình chạy xe thôi, mình không có để ý mấy cái bản đó.
thẳng về hướng cầu Đồng Nai, không đi cao tốc. Thì có 60, đây thì được 70.
cầu Đồng Nai. Thank you.
với 2 còn đạp số 1. Từ đây về đến cầu Đồng Nai còn 13 km nữa. 13 km nữa sẽ đến cầu Đồng Nai.
tới Biên Hòa chưa? Giờ vẫn hiểu hai bên đường Biên Hòa Đồng Nai chưa? Phước Tân, thành phố Biên Hòa, và mình tới thành phố Biên Hòa, mình đã tới thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Thành phố Biên Hòa, mình xin kết thúc video ở đây ạ.